Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em. Hôm nay Bùi Hiếu lên nguyên một cái bãi xe của em nha. Em lên nguyên cái bãi xe của em giới thiệu giá, báo giá hết toàn bộ cái bãi xe. Trong đó là có mấy cái dòng xe mà em vừa mới về quý anh chị. Cho nên quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký kênh, rồi bật cái chuông thông báo lên thì có thể là lựa chọn một trong những chiếc xe mà em về rồi em lên tiếp theo, những clip tiếp theo cho quý anh chị nha. Thì bây giờ đi vô việc luôn ha. Về mấy cái chiếc mà 28 triệu cũng có nè, rồi 38 triệu nè, rồi 40 mấy triệu, 50 mấy triệu, 60 mấy triệu có hết, cái thứ gì cũng có. Bởi vì này là Hiếu phế liệu mà. 300 mấy chục triệu cũng có, 400 mấy chục triệu, rồi 200 mấy chục triệu, cái thứ gì em cũng có hết. Thôi bây giờ đi vô việc đi ha. Rồi để đỡ mất thời gian cho quý anh chị nè. Đầu tiên hàng hot nè quý anh chị. Cái xe này là xe Kia K3000 quý anh chị. K3000 SP nha. Hàng này là Kia K3000 SP. Đời 2010, xe này là đời 2003 chứ lộn. Đời 2003. Tải trọng là hàng này hàng hiếm mà tải trọng là 1 tấn 8 quý anh chị. Tổng trọng tải là 4 tấn 220. Xe này là đang ra tên em nha, đời 2003, mặc dù nó còn hết năm này là còn 4 năm thôi ha. Nhưng mà xét đăng kiểm là tới tháng 6 năm 2024. Nhưng mà em vẫn ra tên nè, cái này là ra tên em chính chủ luôn nha. Đời thấp nhưng mà ra tên chính chủ luôn. Tại cái này thanh lý công ty mà người ta bắt buộc là thu hồi biển số, cho nên bắt buộc mình phải ra tên. Thì cái này là càng lợi thế cho quý anh chị nào ủy quyền, mặc dù đời thấp ủy quyền ngay chủ đứng tên luôn nha. Xe này tải trọng là 1 tấn 8, đời 2003. Thùng dài là cái dòng này là dòng 3K3000 mà. Nhưng mà SP là hàng lên tải. Cái hàng này là nâng tải cho nên cái hàng này là hàng hiếm. Tải trọng là được 1 tấn 8 quý anh chị. Tải trọng được 1 tấn 8 lẫn. Đời 2003. Thùng dài là 4m3 lọt lòng. Xe này đi vô đây quay cho quý anh chị sơ bộ cho quý anh chị xem. Xe này là có thiết kế chữ A nè. Cái này là chữ A này quý anh chị. Có thiết kế chữ A. Là cái thiết kế này là quý anh chị chở kính hay là chở bất kỳ cái thứ gì mà mình dựa vô đây là được hết ha. Còn nếu mà quý anh chị nào cần cái thùng lửng thì mình bế cái này xuống bỏ ở dưới đất. Khi nào đăng kiểm thì mình bỏ lên lại ha. Thùng sàn rồi rất đẹp nè. Cái thùng sàn, sàn thùng rất đẹp. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị chỉ có 90 triệu thôi. 90 triệu 1 tấn 8 đời 2003 có thiết kế chữ A ha. Để chở nhôm kính đó. Rồi tiếp đây là cái Hyundai HD65 đời 2001. Xe này là tải trọng là 1 tấn 8, thùng dài là 4m3 lọt lòng, 5 bựng mở hông. Xét đăng kiểm là tới tháng 8 năm 2024 quý anh chị. Xe này xét đăng kiểm mới, xét mà đăng kiểm mà. Xe Hyundai nhập Hàn Quốc nha. Xe này thì để lại cho quý anh chị là 98 triệu. Rồi cũng nói sơ, xe đời 2001 quý anh chị nói là gần hết đời đúng không? Xe này thì hết năm này còn 3 năm nữa hết đời á quý anh chị. Hết năm này còn 3 năm nữa hết đời. Nhưng mà với 90 mấy triệu, quý anh chị chỉ cần chạy hết cái đăng kiểm này, nếu mà có hàng, chạy hết đăng kiểm đã gỡ lại vốn. Và riêng cái dòng mà Hyundai máy, dòng Hyundai nhập thì chạy vô phương, chạy rất rất lành luôn ha. Xe này thì về chỉ có ăn no vác nặng. Quý anh chị nào có nguồn hàng thì chạy chỉ trong vòng mấy tháng đã gỡ lại vốn rồi. Cho nên thực ra mình so cái giá trị này nó không cao ha. Xe này chỉ có 98 triệu quý anh chị sở hữu về chạy vài tháng lấy lại vốn rồi. Tức là còn mấy năm còn lại là quý anh chị chạy phi, không phải suy nghĩ nha. Máy móc cầu đích số rất ổn định luôn. Nếu mà nói về dòng hàng nhập hàng Kia nè, hàng Isuzu nè, rồi hàng Hyundai, đó là mấy cái hàng VIP á, thì mấy quý anh chị không phải suy nghĩ mấy cái dòng này nha. Mặc dù em nó đời thấp nhưng mà chạy cực kỳ ngon. 98 triệu cho quý anh chị nào sở hữu cái em này nha, đời 2001. Tổng trọng tải là dưới 5 tấn đó nha. Rồi tiếp đây là cái xe Mack Sprinter van đời 2009. Xe này thì tải trọng là 1.030 kg nha. À 1.530 kg. Quên. 1.530 kg lận. Thùng dài lọt lòng là 3m2. Xe này đăng ký 3 chỗ, xét đăng kiểm là bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn. Xe này em bao xét đăng kiểm mới. Xe này là về tên bên em rồi nha. Tức là ngay chủ đứng tên. Xe Zindes luôn. Xe này là 3 chỗ từ hãng ra luôn nha quý anh chị, chứ không phải là hàng nâng tải nha. Cho nên mấy cái dòng mà van mà hàng mà
hàng từ công ty ra thì xe rất chất lượng, nhưng mà cái này em nó có một cái là nó có nó không được tiện bằng cái xe 6 chỗ. Thì bù ngược lại em này nó sẽ chở hàng được nhiều hơn. Thứ nhất chở hàng được nhiều hơn là tải trọng nó được 1.530 kg. Rồi cái thùng nó dài hơn. Còn nếu mà xe 6 chỗ thì thùng sẽ ngắn hơn. Ha. Rồi tải trọng em nó là chỉ có 900 mấy chục ký thôi. Thì xe này tải trọng nó được rất rất lớn rồi, gần gấp đôi luôn nè. Nhưng mà xe này thì đi vô mấy cái đường cấm giờ cao điểm, vướng giờ cao điểm của Sài Gòn. Ví dụ giống như giờ cao điểm Sài Gòn là cấm từ cấm dòng tải đó, thì mấy cái tải van 6 chỗ vô được. Còn cái này là hết giờ cao điểm, quá 8-9 giờ đó quý anh chị mới vô được nha. Nhưng bù ngược lại xe này sẽ chở gấp đôi trọng tải mấy xe đó ha. Cái nào cũng có lợi, tùy theo lựa chọn của quý khách hàng. 175 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn. Xe có máy lạnh đầy đủ hết nha, bao xét đăng kiểm mới. Rồi đời 2009, xe Zin Dead 2010 có máy lạnh Kia K3000, hạ tải còn 1 tấn mốt, thùng dài lọt lòng là 3m4, đời 2010, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn nha. Xe này thì thùng inox, thùng kính, cửa hông, đời 2010, máy lạnh đầy đủ hết. 140 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn cái em Kia K3000 này nha. Rồi K3000 đời 2009, máy lạnh đầy đủ hết, xe zin ngay chủ đứng tên, bao xét đăng kiểm mới, thùng dài lọt lòng là 3m4, thùng kín, đời 2009, 135 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn cái em màu xanh Miner ha. Cái này màu xanh Miner, cái kia màu vàng chóe luôn rồi. Rồi cây mai vàng hay cốc vàng làm trà bông, hai em này là cốc vàng làm trà bông. Nói chung là cái hai chiếc này là cái màu toàn là màu độc không, thấy không? Nguyên một dãy xe là 7 chiếc là hết 6 màu rồi. 7 chiếc 6 màu quý anh chị. Rồi tiếp đây cái Taco Towner em vừa mới về nè. Đời 2014, xe Zin Dead, tải trọng là 850 kg, thùng dài 2m45 lọt lòng, xe zin hết luôn nha. Xét đăng kiểm là tới cuối tháng 7 năm 2024. Nội thất cực kỳ đẹp, nước sơn zin nguyên một con, biển vàng đăng ký kinh doanh, phù hiệu định vị đầy đủ không thiếu món gì. Vách inox xe zin đẹp, xe này zin nước sơn zin nguyên cả xe luôn. Để lại cho quý anh chị là 100 triệu nha, đúng 100 triệu nè, đời 2014. Rồi Suzuki Van đời 2020, ăn dầm nằm về ở đây cũng lâu rồi, bây giờ hạ giá thêm phát nữa. 165 triệu đời 2020, có máy lạnh đầy đủ hết, xe zin, xét đăng kiểm là tới tháng 4 năm 2024. Đời 2020, tải trọng là 580 kg. Xe này đi giờ cao điểm, đi thành phố vô tư nha, đi bất kỳ giờ nào giống như một chiếc xe du lịch, tại vì tải trọng em này chỉ có 580 kg thôi. Hai chỗ ngồi, cửa mở hông thuận tiện cho việc mà lên xuống hàng ha. Rồi cái sàn thì đã đi một cái sàn inox rồi. Đi một cái sàn inox rồi nha quý anh chị nha. Xe tải van thì quý anh chị chở cà phê, cà pháo hay là chở mấy cái hàng gọn nhẹ, đi tất cả các hẻm nhỏ là đáp ứng nhu cầu cho quý anh chị nè. 165 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn cái em này nha. Rồi tiếp đây là hàng hiếm cũng khó tìm đây. Xe này là Isuzu đời 2007. Đời 2007, máy cơ máy 4.300, tức là máy lớn á. Xe này, cái em này nếu mà quý anh chị chất hàng lên chở 7-8 tấn đi đường đèo dốc không phải suy nghĩ, tại máy lớn mà, máy 4.300 mà. Nhưng mà không khuyến khích cái đó thì tùy nha. Có cửa mở hông nha, cái này có bửng mở hông luôn, có một bửng mở hông. Thùng dài lọt lòng là 4m52. Trứng vịt lộn còn lộn. Quý anh chị thông cảm nha. Thùng dài lọt lòng là 4m52 nha. Tải trọng là 1 tấn 760 kg. 1.760 kg. Tổng trọng tải là 4.665 kg. Xe này xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024. Định vị phù hiệu đầy đủ không thiếu món gì, biển vàng đăng ký kinh doanh, có máy lạnh đầy đủ, xe Zin Dead luôn. Quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 180 triệu nha, 180 triệu em này.
Rồi hàng hiếm khó tìm tiếp theo đây. Vimoto đời 2018 máy Isuzu thùng dài lọt lòng là 6m1. Tải trọng là 1 tấn 850. Tải trọng 1 tấn 850 nha quý anh chị. Và tổng trọng tải em nó là 4 tấn 995 kg. Tức là đáp ứng nhu cầu cho quý anh chị nào mà vô mấy cung đường cấm tổng trọng tải 5 tấn nè. Rồi cấm tải trọng là 2 tấn nè. Ha. Thì xe này đáp ứng nhu cầu hết. Xe này vừa mới xét đăng kiểm 1 năm tròn luôn. Tới tháng 3 năm 2025. Thùng mui bạc, thùng dài, xe rất rin, xe rất đẹp, xe có máy lạnh đầy đủ hết, xe Zindex luôn. Và đặc biệt em này là máy Isuzu nha. Máy 2.8 turbo. Xe này máy 2.8 turbo đó. Quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 245 triệu. 245 triệu sở hữu cái em VIP này nha. Rồi tiếp đây là Thaco Olin đời 2017. Xe này đời 2017 này quý anh chị. Xe này tải trọng là 2 tấn 1 50. Đặc biệt là vừa mới xét đăng kiểm 1 năm tròn luôn đời 2017. Tới tháng 3 năm 2025. Xét đăng kiểm tới tháng 3 năm 2025. Nguyên một cái thùng inox có cửa mở hông, sàn inox 304 luôn. Máy là máy Isuzu nha quý anh chị. Cái Thaco Olin này nó sẽ có hai dòng. Như cái loại ở bên này á, loại bên này là cái dòng bên này là thùng ngắn, còn cái này là thùng dài nha. Hai chiếc đều máy Isuzu máy cơ hết. Mà chiếc này là thùng dài, thùng 4m35 lọt lòng nha quý anh chị. Thùng kín inox nguyên một con, tải trọng là 2 tấn 1 50. Tổng trọng tải là dưới 5 tấn, tức là 4 tấn 990 á. Đó, đáp ứng vô mấy cái nhu cầu, mấy cái đường cấm cho quý anh chị nè. Thì xe này vừa mới xét đăng kiểm xong, để lại cho quý anh chị là 190 triệu nha. Thaco Olin, 190 triệu. Rồi Thaco Olin 2 tấn 4 đời 2016. Xét đăng kiểm cũng vừa mới xét xong luôn. Tới cuối tháng 8 năm 2024. Xe này 2 tấn 4 thùng dài là 3m75 lọt lòng. Xe zin hết cả xe, máy lạnh đồ đầy đủ hết nha. Thùng kèo bạc, thùng vách inox. Để lại cho quý anh chị là 170 triệu. 170 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn. Rồi Isuzu đời 2018 QKR270. Đây QKR270. Tải trọng là 2 tấn 9 đời 2018, thùng dài lọt lòng là 4m5, 5 bựng mở hông. Xét đăng kiểm là tới tháng 5 năm 2024, định vị phù hiệu đầy đủ, xe biển vàng đăng ký kinh doanh. Quý anh chị nào mà có nhu cầu thì ủy quyền cũng được, mà ký rút cũng được. Cái này là em bao nha, em bao hết nha cho quý anh chị. Xe có máy lạnh đầy đủ, xe Zindex luôn. Đời 2018 để lại cho quý anh chị là 365 triệu nha. 365 triệu Isuzu QKR270 đời 2018, tải trọng là 2 tấn 9. Rồi Vimoto đời 2016, tải trọng là 1 tấn 990. Tổng trọng tải là 4 tấn 9. 4 tấn 990. Thùng dài lọt lòng là 4m35, thùng 5 bựng mở hông. Xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024, định vị phù hiệu đầy đủ, biển vàng đăng ký kinh doanh. Xe Zindex máy lạnh đầy đủ. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị 165 triệu nha. 165 triệu. Rồi Vimoto máy Kia 1 tấn 9. Tổng trọng tải là 4 tấn 9. 60 kg. Thùng kín, thùng inox, sàn đáy inox có cửa mở hông luôn. Đời 2012. Xét đăng kiểm là vừa mới xét đăng kiểm xong tới cuối tháng 8 năm 2024 này quý anh chị. Tới cuối tháng 8 năm 2024. Thùng dài lọt lòng là 4m4 nha quý anh chị. Tải trọng là 1 tấn 990. À, tải trọng là 1 tấn 9. Thùng dài là 4m4. Thùng inox nguyên con, xe zin hết. Hiện tại thì xe này vừa mới về cho nên đậu đây để quay lên clip cho quý anh chị luôn. Xe này thì còn thiếu hai cái miếng má này, hai cái má này thì có thể tài xế tháo ra rồi bỏ đâu cũng không chừng. Mà nhiều khi buổi trưa mà đói bụng xong tháo ra rồi đổi dĩa cơm cũng không chừng đây. Rồi cái này là bao làm cho quý anh chị nha. Xe này zin hết rồi, không có máy lạnh. Xe này đời 2012, quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 115 triệu nha. 115 triệu đời 2012 máy Kia nha. Hàng này là hàng máy Kia đó. Rồi riêng cái vá vỏ lưu động này thì mình không bán đâu. Để cho em Út nó đi làm.
Đây, cái xe này là xe này có khách chốt rồi, nhưng mà em đang về một chiếc y khuôn như vậy luôn. Đang về chứ có lẽ là đầu tuần sau sẽ về, nhưng mà nhân tiện đây thì báo giá rồi giới thiệu cho quý anh chị để quý anh chị nào mà có nhu cầu. Xe này là xe Fao, máy Hyundai HD72 đời 2017. Thì em đang về một chiếc y khuôn như vậy luôn. Đời 2017 xe zin hết, máy Hyundai HD72 nha. Tải trọng em này là 7,3 tấn. Tải trọng 7 tấn 3. Thùng dài lọt lòng là 6,2 m, thùng 7 bửng mở hông. Đẹp y khuôn con này. Máy lạnh đầy đủ hết, xe zin, xét đăng kiểm mới luôn. Xe chiếc xe sau sẽ xét đăng kiểm mới, một năm tròn luôn. Đời 2017. Để lại cho quý anh chị 335 triệu nha. 335 triệu một chiếc y khuôn như vậy. Xe đang về nha quý anh chị. 335 triệu. Rồi Cửu Long TMT Cửu Long đời 2008. Xe này cũng khủng long rồi, giá cực kỳ rẻ luôn quý anh chị. Nguyên một dàn lốp mới 7 tấn, nguyên một dàn lốp mới luôn nè. Từ trước ra sau 6 trái lốp mới, thùng 7 bửng mở, thùng dài lọt lòng là 6,7 m nha quý anh chị. Nguyên một dàn lốp mới luôn, bao đăng kiểm đời 2008. Tải trọng là dàn gầm sexy là cực kỳ đẹp. Máy cầu số ok. Tải trọng là 6,8 tấn nha. Tải trọng 6,8 tấn, tổng trọng tải là 12 tấn 205 kg. Nước sơn zin cả xe, bao đăng kiểm mới luôn. 125 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn nha, 125 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn. Đưa khách coi xe rồi gió bay mất nón luôn. Rồi 28 triệu nè. Bây giờ nhích một cái nè. Bây giờ thôi để em cầm cái máy để em quay cho quý anh chị xem nha. 28 triệu quý anh chị tin không? Đi thử cái xe này á, nhích đề là cái nổ máy. Em bán 28 triệu nè. Đây 28 triệu, bỏ đăng kiểm là 1 năm rồi. Quý anh chị nào mà có nhu cầu dọn tém cái con này thì bỏ thêm 10 triệu em dọn tém chỉ có 38 triệu thôi. Còn để nguyên về quý anh chị mà chạy nội bộ ở trong vườn trong rẫy thì 28 triệu à. Nhích một cái xe đang nổ máy rồi đó. Đó, bây giờ chạy nè. À, chỉ có 28 triệu thôi quý anh chị. Và đến với ô tô Bùi Hiếu thì có nguyên một bãi cực kỳ rộng để mà thử xe. Cái bãi ô tô Bùi Hiếu tới 2 hectare ở trung tâm thành phố Biên Hòa. Thấy không? 28 triệu quý anh chị chạy thoải mái rồi. Có xe chạy thoải mái, rất ổn định. Cầu đi số rất ok luôn. Máy móc cầu đi số là VIP. Chỉ có 28 triệu thôi quý anh chị. Rồi. Còn quý anh chị nào mà có nhu cầu mà để đăng kiểm chiếc xe này về chạy á, cộng thêm cho em 10 triệu nữa em sẽ dọn lại rồi đi đăng kiểm mới cho quý anh chị. Thêm 10 triệu nữa nha. Là 38 triệu. 38 triệu xe chạy ok luôn. Vivo VIP. Thùng dài lọt lòng là xe này đời 2010, thùng dài lọt lòng là 2m15. À 2m25 nha. Thùng vách inox. Máy VIP, máy Isuzu. Xe VIP luôn. Chỉ có 25 triệu thôi quý anh chị. À 28 triệu thôi quý anh chị, 28 triệu. À máy Suzuki chứ lộn. Bởi vì Isuzu rồi Suzuki nó lộn tùm lum hết á. Chứ máy Isuzu làm gì có xe nhỏ đâu. Máy Suzuki của hãng giải phóng lắp ráp đó. Rồi tiếp đây là Suzuki nồi nè. Đời 2009. Thùng kín. Sàn thùng là inox 304 luôn. Có cửa mở hông. Thuận tiện cho quý anh chị nào mà bán hàng lưu động. Mình mở cái cửa này ra ha. Mình mở cửa này ra để bán hàng lưu động là VIP luôn đây nè. Đây. Hạ cửa ra là treo bửng lên ha. Để cái bửng này là bán hàng lưu động. Ở trong này là khoang chứa hàng, chân hàng ở đây ha. Rồi nguyên cái thùng ở lòng trong là inox từ A đến Z. Inox hết luôn rồi quý anh chị. Đó. Xe này bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Đời 2009. Xe này để lại cho quý anh chị là 75 triệu. Quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị 75 triệu nha. 75 triệu. Rồi tiếp đây là Thaco Towner. Đời 2018. Xe có máy lạnh đầy đủ hết. Xe zin hết cả xe. Nguyên một cái thùng inox 304. Sàn từ sàn đà đáy inox hết. Nguyên cái thùng inox 304 nè quý anh chị. Tải trọng em này là 990 kg nha. 990 kg nguyên một cái thùng inox. Riêng đóng cái thùng này là hết một mớ tiền rồi. Rất nhiều tiền để mà sở hữu một cái thùng này. Xe máy lạnh đồ đầy đủ hết nha quý anh chị. Xe zin máy lạnh đầy đủ hết. Và đặc biệt xét đăng kiểm vừa mới xét một năm luôn. Xe này tới cuối tháng 2 năm 2025 mới hết đăng kiểm.
125 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn cái em này nha. Taco Towner đời 2018, có máy lạnh, xe mới xét đăng kiểm, thùng inox nguyên một con. Rồi, cái xe Hyundai này cũng có người chốt rồi, thì cùng với một chiếc 7 tấn là cái anh này anh mua hai xe luôn. Thì tấn 25 Hyundai là bên em tạm thời là hết rồi nha. Tiếp đây là cái Đông Ben đời 2018. Xe này, cái dòng Đông Ben này là dòng Đông Ben khủng nè quý anh chị. Tải trọng 1 tấn 7, 50 kg, thùng dài 3m2, lọt lòng, thùng kín, thùng inox nguyên một con, xe máy lạnh đầy đủ đời 2018. Xét đăng kiểm là tới tháng 11 năm 2024. Thùng kín, thùng dài 3m2, có cửa mở hông, thùng inox, sàn đấy inox nguyên con luôn. Quý anh chị nào có nhu cầu để cho quý anh chị mà là 115 triệu nha, 115 triệu đời 2018. Tải trọng là 1 tấn 75, xét đăng kiểm còn dài nè. Rồi cái thùng là 3 mét mấy lận, thùng rất dài luôn. Chỉ có 115 triệu mà sở hữu một em đời cao chót vót, tải trọng cao nữa, mà xe bằng có máy lạnh đầy đủ, rồi đăng kiểm còn dài. Rồi đây là 65 triệu cho quý anh chị nào sở hữu em này nè. Vinasuki đời 2008, thùng dài là 4m3, tải trọng 1 tấn 8, thùng 5 bựng mở hông, tải trọng là 1 tấn 8 quý anh chị. Rồi thùng 5 bựng mở hông nè, riêng ăn đứt cái thùng của người ta rồi. Thì cái chứ mấy cái thùng đời cao chưa chắc đã có 5 bựng mở hông, để thuận tiện cái việc lên xuống hàng quý anh chị. Xét đăng kiểm là tới tháng 5 2024. 5 bựng mở hông này rất thuận tiện cho quý anh chị lên xuống hàng nha. Sàn thùng rất đẹp, thùng dài nè, chở hàng nhiều nè, tải trọng thì cũng cao nè, 1 tấn 8 nè, mà chỉ có 68 triệu. À hồi nãy cũng có anh gọi điện cho Bùi Hiếu, nói có cái xe nào mà khởi nghiệp thì giới thiệu cho mình. Thì em mới giới thiệu qua là anh ơi em có cái Vinasuki em bán 68 triệu. Là thùng 1 tấn 8, thùng dài 4 mét mấy, có thùng 5 bựng mở luôn. Anh nói làm gì có mà xe đó sao chạy. À nói vậy thôi, nếu mà anh cảm thấy rẻ thôi bán, anh cho em thêm đi, 90 triệu đi. 68 triệu không chịu đâu, người ta bán rẻ vẫn nghi ngờ. Thôi cái này vui thôi, nói vui với bà con thôi. Thực ra ô tô Bùi Hiếu, lời một chút đỉnh là Bùi Hiếu bán. Có thể là quý anh chị nói ở chiếc xe này thị trường ở ngoài 50 triệu, 60 triệu gì đó, tại sao Bùi Hiếu bán 80 triệu, hoặc là cũng có người 68 triệu, hoặc là cũng có người kêu là xe này sao mà 68 triệu rồi chạy có được không. Xin lỗi quý anh chị, xe 28 triệu hồi nãy em đề máy em chạy thử cho quý anh chị xem, chứ đừng nói là xe 68 triệu nha. Cho nên quý anh chị khi cứ yên tâm, khi tới với ô tô Bùi Hiếu cứ chạy thử. Riêng cái bãi xe của em là cả 2 hecta, cứ chạy thử thoải mái, ưng chiếc nào mình lấy chiếc đó, lựa chọn chiếc nào lấy chiếc đó. Còn giống như mấy cái lặt vặt giống như cái này nổ sơn tí xíu này, em sẽ cho người ở bên em xử lý cho quý anh chị, không tính tiền nha. Cho nên mấy cái xe này 68 triệu thì 68 triệu nhưng máy móc cầu đích số rất ổn định cho quý anh chị chạy luôn, rất ngon nha. Ngon ăn không được đâu. Rồi tiếp đây là Vimoto máy Kia, tải trọng là 1 tấn rưỡi, thùng dài lọt lòng là 4m2. Xe này áo quên, thùng dài lọt lòng là 4m1, tức là thùng dài 4m2 á, tải trọng là 1 tấn rưỡi, đời 2014, xét đăng kiểm là tới tháng 5 năm 2024 nè. Tháng 5 năm 2024. Xe thì nói chung là có tút tát lại rồi, nhưng mà xe zin không hề tung đụng nha quý anh chị. Và đặc biệt em này là máy Kia nha. Em này máy Kia. Riêng về nói máy Kia là chạy rất ổn định, chạy rất VIP luôn. Máy rất ok, rất khỏe. Thì xe này quý anh chị nào mà có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 125 triệu nha, 125 triệu đời 2014. Tải trọng 1 tấn rưỡi máy Kia, thùng dài 4m2 đó. Rồi Isuzu đầu đứng nè. Cái này là Isuzu đầu đứng đời 2008, tức là đầu tiên của máy điện đó. Đầu tiên của máy điện, nhưng mà máy điện hàng cao cấp, hàng đầu đứng đó. Xe này thì đang dọn tém sơ sơ lại, xét đăng kiểm là tới cuối tháng 8 năm 2024. Xe này vừa mới xét đăng kiểm xong. Rồi xe này là thùng dài 6m, thùng kín composite, lòng thùng là inox 304, sàn thùng inox 304 luôn quý anh chị. Xe này tải trọng là 5 tấn 1 nha quý anh chị, đời 2008. Xe zin có mấy, xe này thì có tút tát lại rồi. Cái xe zin thì chắc là cũng không zin lắm đâu, nói thẳng luôn. Nhưng mà em bán cực kỳ rẻ, xe máy móc cực kỳ ngon luôn. Nếu mà nói về hàng Isuzu hàng nhập, mà mấy hàng này là hàng nhập nha. Tải trọng là 5 tấn 1, thùng dài 6m, thùng kín, để lại cho quý anh chị là 260 triệu nha, 260 triệu. Ngay chủ ủy quyền qua cho quý anh chị luôn.
Rồi Hyundai HD65 đời 2011. Xe này em vừa vô dàn lạnh xong này quý anh chị. Nằm lâu quá không có dàn lạnh, có lẽ không ai mua. Từ cái lúc mà em kêu giá 310 triệu tới bây giờ là hạ giá còn 245 triệu. Có máy lạnh đầy đủ đời 2011, bao xét đăng kiểm mới ngay chủ đứng tên cho quý anh chị. Nếu quý anh chị nào sở hữu, hạ tải còn 1,6 tấn, thùng dài lọt lòng là 4,5 m này quý anh chị. Thùng kính, thùng dài lọt lòng 4,5 m, có cửa mở hông, xe nước sơn zin, xe zin hết cả xe nha. Quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 245 triệu xe máy lạnh đầy đủ hết, bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn. Rồi Suzuki nè. Đây, lại quay về cái Suzuki nè. Suzuki cứ nói chồng đi vợ đẩy hả. Cái này quý anh chị nào mà lên thử cái xe này, nếu mà chê cái máy này, Bùi Hiếu tặng luôn chiếc xe luôn. Nói thực sự cái này là chia sẻ thôi. Từ cái khi mà em mua, từ khi mà em buông xe mà em mua cái dòng Vinasuki á, đây là lần đầu tiên em mua được cái chiếc Vinasuki đời 2011 mà cục máy nó VIP cỡ này. Cục máy nổ như máy Hyundai luôn. Xe này là máy phao, máy 4.4300 nha. Đời 2011, thùng dài lọt lòng là 6,1 m. Nguyên cái sàn thùng là em mới thay sàn luôn, thay đáy sàn. Cái này là thiết kế tới cái thùng lửng á. Thùng lửng là thường thường là người ta chỉ có 35 phân lên tới đây thôi quý anh chị. Còn cái này là 65 phân là lên thêm 30 phân nữa, gần gấp đôi. Tức là cái này là có thiết kế. Cho nên cái dòng này dòng 2 tấn mà thiết kế, có thiết kế. Nên người ta hạ tải còn 1 tấn 470kg nha. 1 tấn 470kg. Xe này đời 2011. Máy lớn, trục bô, cực kỳ khỏe luôn. Bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị. Thùng dài 6,2 m, lọt lòng là 6,1 m. Để lại cho quý anh chị là 105 triệu. Rồi tiếp đây là 7 tấn rưỡi. Xe này là 7 tấn rưỡi dắt đời 2015. Thùng dài lọt lòng là 5,75 m. Tải trọng là 7,250 tấn. Tải trọng hạ tải còn 7,250 tấn. Xét đăng kiểm là tới tháng 4 năm 2024, gần hết đăng kiểm rồi. Quý anh chị nào mà có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 235 triệu cho quý anh chị nào sở hữu cái em này, có máy lạnh nè, xe zin hết toàn bộ 7,5 tấn. Máy là máy 4,4 m nha, máy 4,4 m, 4,5 m, máy lớn á. Xe này ăn no vác nặng, quý anh chị nào mà chất tầm 10 tấn, mười mấy tấn là đi đèo dốc là không phải suy nghĩ nha. Rồi tiếp đây là cái đây hàng phế liệu này quý anh chị. Nếu mà nói tới ô tô Bùi Hiếu thì bây giờ cái thứ gì cũng có này, 20 mấy triệu cũng có, mà 30 mấy triệu cũng có, 40 mấy triệu, 50 mấy triệu cũng có. Quý anh chị nào mà vợi hàng ở trong rẫy ra nè, hoặc là chạy nội bộ nè, cái xì dòng xe này là dòng xe 1,9 tấn, dòng xe 2 tấn này quý anh chị. Xe này thì dòng xe 2,5 tấn chứ, trọng tải xe này là đời 99. Nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu xét đăng kiểm để chạy hết năm nay, xe này vẫn còn đời. Nhưng mà hết năm nay là hết đời rồi. Thì xe này bây giờ mình tính theo ký thôi, nhưng mà ký tận dụng nha quý anh chị. Xe này tải trọng em nó là 1,955 tấn. Thùng dài là 4,4 m nha, 4,4 m. Xe này cái máy móc cầu số là VIP luôn. Quý anh chị nào không thể, nếu mà thử mấy cái xe hết đời này, máy móc cầu số không thể chê vào đâu được, xe rất VIP luôn. Máy móc cầu số là rất ok. Quý anh chị nào có nhu cầu để cho quý anh chị 52 triệu nè. Để về chạy loanh quanh ở bãi ha, rồi chở hàng ở trong rẫy ha. Ha, tận dụng. Còn nếu mà muốn xét đăng kiểm chạy hết cái năm nay thì chỉ có 50 mấy triệu bỏ thêm tiền xét đăng kiểm thôi, đúng không? Thì chạy hết năm nay rồi bắt đầu chạy tận dụng cũng được. Đó, là chỉ có để cho quý anh chị 52 triệu thôi. Máy móc cầu số là miễn bàn. Xe cái dòng xe này là dòng 2,5 tấn chứ không phải dòng 2 tấn nữa nha. Rồi ở phía sau này á, thì cái Kia thùng lửng em đang dọn, đang cho dọn đời 2003, tải trọng 1,8 tấn. Thôi cái này mình quay sơ bộ thôi, cái này đang dọn mà. Sau khi dọn hoàn thiện, bao xét đăng kiểm mới để lại cho quý anh chị là 90 triệu. Xét đăng kiểm mới xong xuôi, dọn xong xuôi, xét đăng kiểm mới xong xuôi. Cái này đang ra tên ngay chủ đứng tên luôn. Chỉ có 90 triệu cho quý anh chị nào sở hữu cái em này đời 2003, tải trọng 1,8 tấn, thùng lửng Kia nha. Kia K3000SB. Rồi đây. Rồi mượn cái máy cái này. Cái xe này là đang dơ nằm trong kho thôi chứ xe zin hết nha quý anh chị. Tắp lô, tắp bi. Xe này cân ký cho quý anh chị nè. Nhìn nè. Nguyên một dàn lốp, 6 trái lốp là mới 100%. Vừa mới thay vô luôn. Là người ta đang tính đi xét đăng kiểm rồi, người ta bán cho em luôn này nè. Rồi nguyên cái thùng 5 bựng mở hông. Vinasuki đời 2008. Đời 2008, 2009 gì đó.
bỏ đăng kiểm hết 5 năm rồi quý anh chị, thùng sàn inox 304 nè, nguyên một cái thùng inox đóng 5 bựng mỡ hông luôn. Lốp là 6 trái lốp mới luôn nè quý anh chị. 6 trái lốp mới luôn nè. Đó. Quý anh chị nào mà nhu cầu, có nhu cầu xe này máy dầu nha, chở hàng tăng bo vớ va vớ vẩn ở trong kho, hoặc là muốn thì bỏ tiền ra đi xét đăng kiểm thì còn nhiều em để nguyên như vậy. Sẽ vệ sinh sạch sẽ nè, gắn bình gắn bọng vô chạy, bao chạy, chạy cực kỳ ngon luôn. Máy ô rất ok. Tại xe này cũng đời cao mà xe liền zin mà. Nguyên dàn lốp mới là hết mười mấy triệu rồi quý anh chị. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 38 triệu. Em để nguyên vậy luôn, 38 triệu là cái này là bao rửa nha, bao rửa lại nè, cho nó sạch sẽ nè. Máy nổ còi kêu bốn bánh quay đều luôn, không có thiếu cái thứ gì, là 38 triệu nha. Còn nếu mà nói về phế liệu đây, phế liệu nhiều lắm. Nguyên một cái xác xe em rã ra nè, một nè, hai cái đầu cabin nè. Ở đây có một chiếc phế liệu nè. Quý anh chị nào mà có nhu cầu phế liệu cứ chạy tới với em ha, thứ gì cũng có. Rồi cái Kia K3000. Kia K3000S đời 2007, xe này em cũng đang dọn luôn. Nhìn cái xe là xe zin nha, nước sơn zin nha. Nhưng mà nó mục cái bọng dè thì đang cho làm, đang cho thợ làm. Xe này dọn, sau khi dọn tém xong xuôi, bao xét đăng kiểm mới 125 triệu đời 2007 cho quý anh chị nào lựa chọn. Đây, xe zin hay không là nhìn sơ là biết nè. Đó, xe zin hết nha. 125 triệu dọn tém xong xuôi, bao xét đăng kiểm mới. Rồi bàn giao cho quý anh chị 125 triệu nha. Kia K3000 đời 2007. Rồi tiếp đây là cái Vimoto máy Kia luôn. Cái này là Vim mà máy Kia Bull á, là máy lớn đó nha, máy Kia mà máy lớn đó. Tải trọng em này là 1 tấn 990 nè, tổng trọng tải 4 tấn 9. Thùng kèo bạc, thùng dài lọt lòng là 4m3. Thùng dài lọt lòng 4m3 nha. Sau khi dọn tém xong xuôi rồi bao đăng kiểm mới, để lại cho quý anh chị là 90 triệu nha. 90 triệu cái em này, đời 2010 máy Kia. Rồi xe Ben cũng có người đặt cọc rồi nè. Rồi cái chiến thắng 3,5 tấn có người đặt cọc luôn rồi nè. Hino cũng có người đặt cọc luôn rồi nè. IZ49 có người đặt cọc luôn rồi nè. Bây giờ quay lại còn hai chiếc cuối cùng, hai ba chiếc cuối cùng ở trong bãi. Còn hai ba chiếc cuối cùng ở trong bãi thì em giới thiệu hết cho quý anh chị xem luôn. Đây là cái Mac Rinter đời 2009 nè, đời 2009. Xe tải trọng là cũng giống như chiếc màu vàng mà đầu clip là em giới thiệu cho quý anh chị á. Xe này tải trọng là 1530 kg nha. 3 chỗ ngồi. Rồi thùng dài lọt lòng là 3m2. Xét đăng kiểm là tới tháng 6 năm 2024. Máy lạnh đầy đủ, xe zin đét nguyên một xe. Cái thùng cỡ này thì quý anh chị chở hàng là không phải suy nghĩ. Chất hàng lên quá trời hàng luôn. Thùng quá bao rộng luôn ha. Bao rộng tại vì cái này 3 chỗ mà. 3 chỗ. Nói chung là cái thứ nào nó cũng có lợi thế của thứ đó nha. Cái dòng 6 chỗ ngồi thì lại chở hàng ít hơn, nhưng mà lại được đi vô giờ cao điểm. Còn cái này thì cấm giờ cao điểm thì quý anh chị đi trễ hơn, nhưng mà chở lại được gấp đôi nè. Chở được gấp đôi. Nguồn hàng chở được gấp đôi, hàng cồng kềnh thì lòng thùng lớn cũng chở được gấp đôi ha. Cái nào cũng có lợi thế của em đó nha. Nhưng mà xe này thì em này là zin đét luôn. Zin đét, máy lạnh đầy đủ, máy nổ thì thầm. Máy êm cực kỳ luôn. Tại vì xe này zin từ trong hãng ra là đã 3 chỗ rồi. Mà xe này tiền thân của em nó là LD nha. Số LD thì quý liên doanh nước ngoài, quý anh chị biết mà. Người ta đi xe rất kỹ. Chăm sóc xe định kỳ nha. Cái này là chăm sóc bảo dưỡng định kỳ. Cho nên xe người ta rất kỹ, xe rất đẹp. Xe này nếu mà thử xe là rất đạt luôn quý anh chị ơi. Xe này để lại cho quý anh chị là 175 triệu nha. 175 triệu. Còn đây là 100 triệu 6 chỗ van. 6 chỗ 800 kg nha. Thì quý anh chị muốn giờ cao điểm thì đi em này. Nói chung là bên Bùi Hiếu cái thứ gì cũng có. 6 chỗ 800 kg đời 2005 Hyundai Tarez hàng nhập, máy dầu. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị chỉ có 100 triệu thôi quý anh chị. Đời 2005. Chỉ có 100 triệu thôi. Rồi, em đã giới thiệu xong hết cái bãi xe của em. Rồi cũng còn rất nhiều xe đang về á quý anh chị. Em còn rất nhiều xe đang về luôn á. Nhưng mà hôm nay thì lên clip nhiêu đây để báo cho quý anh chị biết là báo giá để cho quý anh chị lựa chọn. Rồi quý anh chị nào mà lựa chọn được em nào thì xin gọi cho em cái số hotline 0977 317 268, hoặc là kết nối Zalo với em cái số 0933 780102, hoặc là em mời tới cái địa chỉ của bãi xe của em là 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ngay Ủy ban Nhân dân phường Tam Hiệp cách em chỉ có 100m thôi, hoặc là từ Bùng Binh Tam Hiệp của thành phố Biên Hòa đi vô em đúng một cây số, tại vì cái bãi xe này ở trung tâm thành phố Biên Hòa. Quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký kênh, bấm vô cái chuông thông báo thì sẽ có theo dõi những cái clip tiếp theo. Nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu mua xe giống như trong cái clip này mình chưa chọn được xe thì đăng ký kênh để mà lựa chọn những cái clip tiếp theo mà Bùi Hiếu lên, để mà lựa chọn những cái xe mà ưng ý nhất nha. Rồi, Bùi Hiếu cảm ơn quý anh chị thật là nhiều đã theo dõi hết cái clip này. Bùi Hiếu kính chúc quý anh chị một ngày luôn luôn vui vẻ, luôn luôn thành công trong công việc. Em Bùi Hiếu xin chào.